Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Góc nhìn khán giả của kênh VTC14 ngày hôm nay xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Tắc đường kéo dài suốt 2 giờ tại đường Kha Vạn Cân, thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh của khán giả Lâm Sơn Vinh từ số điện thoại 0966, 3 số cuối là 002. Đường xuống cấp gây khó khăn cho người tham gia giao thông, phản ánh của khán giả Lê Gia Nam ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, số điện thoại 0972, 3 số cuối là 874. Phú Thọ sửa chữa cầu Đoan Hùng đảm bảo an toàn cho người dân, phản ánh của khán giả Trung Kiên từ số điện thoại 0914, 3 số cuối là 183. Công ty tái chế nhựa xả thải không qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, phản ánh của một khán giả ở xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Tham quan ngôi làng Hà Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ của khán giả Viết Hưởng từ số điện thoại 096 và 3 số cuối là 949. Tái hiện lễ hội đua bò Bảy Núi tại Hà Nội, chia sẻ của khán giả Đinh Văn Luyện từ số điện thoại 0169, 3 số cuối là 116. Thư viện xanh, khu vườn cổ tích giữa sân trường, phản ánh của khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979, 3 số cuối là 687. Thưa quý vị, vào chiều ngày 22 tháng 11 vừa qua, đoạn đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bị ngập, dẫn đến tình trạng kẹt xe kéo dài hàng km. Nhiều người tham gia giao thông thiếu ý thức đã phi cả xe máy, xe đạp lên vỉa hè, khiến giao thông qua đây rất lộn xộn. Đó là nội dung phản ánh của khán giả Lâm Sơn Vinh từ số điện thoại 0966, 3 số cuối là 002. Mời quý vị cùng theo dõi. Đường Kha Vạn Cân, thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 22 tháng 11. Hàng ngàn phương tiện các loại nối đuôi nhau thành hàng dài để nhích từng chút một. Nhiều người dân tắt xe máy để dắt bộ vì mỗi lần di chuyển chỉ được vài bước chân. Nhiều chủ phương tiện còn cho xe quay đầu ở giữa đường và đi ngược lại khiến giao thông càng trở nên hỗn loạn. Ngoài ra, mặt đường ngập nước cũng khiến các phương tiện di chuyển khó khăn hơn. Lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, nhưng tình hình cũng không mấy khả quan. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tình trạng giao thông tại đây mới trở lại bình thường. Theo phản ánh của khán giả Lâm Sơn Vinh, thì đường Kha Vạn Cân là tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm. Vào những thời điểm này, giao thông qua đây không theo một trật tự nhất định, tình trạng xe máy, xe đạp đi ngược chiều, chen lấn thường xuyên diễn ra. Tắc đường đã trở thành nỗi ám ảnh với người và phương tiện tham gia giao thông qua đoạn đường này. Ngoài ra, tuyến đường này hay xảy ra ngập nước do chiều cường dâng cao. Qua đây, khán giả Lâm Sơn Vinh mong muốn các đơn vị liên quan cần có biện pháp khắc phục, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại đây để các phương tiện đi lại an toàn, thông suốt. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với clip phản ánh khác về giao thông của khán giả Lê Gia Nam ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, số điện thoại 0972, 3 số cuối là 874. Anh Nam cho biết tại địa phương anh có một con đường liên xã, mặc dù nằm ngay trung tâm huyện, nhưng đến nay đã xuống cấp trầm trọng, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với phản ánh của khán giả Lê Gia Nam. Đây là những hình ảnh được khán giả Lê Gia Nam ghi lại trên con đường dẫn vào ba xã Quảng Hưng, Quảng Tiến, Quảng Lưu thuộc huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Thời gian gần đây, con đường đã xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người đi đường.
Nguyên nhân là do các phương tiện tải trọng lớn chở keo, bạch đàn hoạt động suốt ngày đêm. Những ngày trời mưa, đường lầy lội tạo thành những cái bẫy, bẫy người đi đường. Còn những ngày nắng, bụi bay mù mịt, những ai qua đây đều lem nhem do bụi bám vào quần áo. Bà con nơi đây rất mong chính quyền địa phương nhanh chóng kiểm tra, có biện pháp cải tạo, nâng cấp tuyến đường trên trong thời gian sớm nhất. Theo phản ánh của khán giả Lê Gia Nam, thì tuy chỉ dài khoảng 3 km, nhưng tuyến đường này là nỗi ám ảnh đối với người dân địa phương. Tại đây đã từng xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, mà nguyên nhân chủ yếu là bị ngã do trơn trượt hoặc đâm vào vũng lầy trên đường. Gửi phản ánh tới chương trình, anh Nam kiến nghị chính quyền sở tại cần có biện pháp khắc phục, giảm lưu lượng xe tải lưu thông qua đây, đặc biệt là những xe trọng tải lớn chở keo, bạch đàn, sửa chữa trước mắt những đoạn đường xấu, giúp người dân qua lại dễ dàng hơn. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 30 năm đưa vào sử dụng, cầu Đoan Hùng bắc qua sông Chảy nằm trên tuyến quốc lộ 2 thuộc địa phận thị trấn Đoan Hùng và xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người dân. Để đảm bảo sự an toàn cho các phương tiện lưu thông qua cầu, mới đây Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã cho triển khai sửa chữa, gia cố lại cầu. Đó là nội dung phản ánh của khán giả Trung Kiên từ số điện thoại 0914, 3 số cuối là 183. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau hơn 30 năm đưa vào sử dụng, hiện cầu Đoan Hùng đã xuống cấp nghiêm trọng. Toàn bộ phần mố cầu và các trụ cầu đã bị xói lở, để lộ ra những cọc sắt nằm treo leo trông rất nguy hiểm. Đặc biệt là vào mùa khô, khi mực nước sông xuống thấp, toàn bộ phần móng cầu bằng bê tông bị rạn nứt, nhiều đoạn cọc sắt đã bị hoen rỉ. Trong khi đó, mỗi ngày cây cầu vẫn phải gánh hàng nghìn lượt phương tiện qua lại. Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua cầu, hiện nay Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang triển khai sửa chữa, gia cố toàn bộ hai mố cầu và hai trụ giữa. Công ty quản lý đường bộ 238 phối hợp với công ty cầu Thăng Long đang triển khai kỹ thuật khoan nhồi cọc bê tông ở hai trụ giữa và kè đá hai bên mố cầu. Dự kiến phần sửa chữa gia cố lại cầu Đoan Hùng sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12 năm 2013, đảm bảo việc đi lại của nhân dân. Theo phản ánh của khán giả Trung Kiên, thì cầu Đoan Hùng được xây dựng từ những năm 1982-1983, có tổng chiều dài 126m, rộng 9m. Theo thiết kế, cây cầu này có trọng tải trên 20 tấn, phục vụ việc đi lại của người dân địa phương và là tuyến giao thông huyết mạch nối liền giữa các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang với tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, cây cầu này hiện đang bị đe dọa nghiêm trọng, mà nguyên nhân chính là do nạn khai thác cát tràn lan ngay cạnh trụ và mố cầu. Đặc biệt, ngay phía thượng lưu và hạ lưu cầu Đoan Hùng, các tổ chức cá nhân thường dùng xà lan, cano và các thiết bị khai thác cát gây xói sâu dòng chảy, gây mất an toàn cho công trình cầu Đoan Hùng, đồng thời cũng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở mố cầu. Gửi clip phản ánh đến chương trình, khán giả Trung Kiên kiến nghị chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan cần có biện pháp xử lý nạn khai thác cát tràn lan ngay cạnh trụ và mố cầu Đoan Hùng. Bởi nếu không xử lý kịp thời thì một thời gian nữa cầu được sửa chữa xong sẽ vẫn bị đe dọa. Một khán giả ở xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai phản ánh, tại địa phương nơi anh sinh sống, có một con suối đang chết dần, chết mòn. Nguyên nhân bắt nguồn từ một xưởng tái chế nhựa xả thải không qua xử lý, khiến cả dòng suối ngập tràn rác thải. Việc này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mà còn khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, bệnh tật lây lan. Sau đây mời quý vị cùng đến với clip phản ánh của khán giả này. Đây là con suối chạy qua địa phận ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Hàng ngày, cơ sở tái chế nhựa đóng trên địa bàn xã Suối Cát vẫn vô tư xả nước thải chưa qua xử lý thẳng ra suối. Dòng suối chuyển sang màu đen xám, kèm theo đó là hàng nghìn mảnh nhựa, bùn nhùi,
mùn cưa do cơ sở này thải ra bốc mùi hôi thối. Việc này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn khiến sinh hoạt sản xuất của người dân bị đảo lộn. Tình trạng này đã kéo dài từ lâu, đặc biệt từ giữa năm 2013 đến nay, ô nhiễm quanh khu vực hoạt động sản xuất của cơ sở đã và đang ở mức báo động. Theo phản ánh của khán giả này, thì từ ngày cơ sở tái chế nhựa tại địa phương đi vào hoạt động, cuộc sống sản xuất của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại đây, cơ sở này thường xuyên xả thải trực tiếp ra môi trường mà chưa xóa qua xử lý. Hàng ngày, mùi hôi thối phát tán từ con suối bao vây cuộc sống của người dân khiến họ rất bức xúc. Đặc biệt là vào ban đêm, nước thải được xả ra, người dân không thể ngủ dù đã đóng kín cửa. Khán giả này cũng cho biết thêm, không chỉ gây ô nhiễm, việc xả thải của cơ sở này còn khiến mọi hoạt động sản xuất và chăn nuôi của người dân bị đình trệ. Hàng chục kg mùn cưa, bùi nhùi và hạt nhựa theo nước thải tràn ra sông suối và đồng ruộng của người dân, khiến cho họ không thể sản xuất được hoa màu. Gia súc gia cầm không còn dám xuống suối để uống nước. Phản ánh với chương trình, khán giả này chia sẻ, đã nhiều lần người dân nơi đây phản ánh lên chính quyền địa phương. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, họ vẫn chưa nhận được hồi âm. Thưa quý vị, về vấn đề này thì chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có công văn gửi tới Ủy ban Nhân dân xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai yêu cầu xác minh và xử lý nếu có đối với vấn đề trên. Thông tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi trong các bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, không chỉ có cối xay gió, đôi guốc gỗ và hoa tulip, những ai yêu mến đất nước Hà Lan có thể tận mắt chứng kiến ngôi làng Hà Lan thu nhỏ được trưng bày tại công viên 23 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 22 tháng 11 cho đến ngày 1 tháng 12 năm 2013. Đây là sự kiện kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan do Tổng lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tổ chức với chủ đề Thương mại và sự phát triển bền vững. Một số hình ảnh về hoạt động có ý nghĩa này đã được khán giả viết hưởng từ số điện thoại 096 và 3 số cuối là 949 gửi về cho chương trình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đến thăm làng Hà Lan thu nhỏ tại công viên 23 tháng 9, du khách sẽ bước vào cánh cổng mô phỏng viện bảo tàng nổi tiếng của thế giới, Rijksmuseum. Hứa hẹn những khám phá đầy thú vị về đất nước Hà Lan. Sau cánh cổng, hình ảnh đất nước Hà Lan giàu truyền thống và năng động đổi mới và phát triển sẽ hiện lên qua những ngôi nhà đậm nét phương Tây hay những biểu tượng đặc trưng mô phỏng sân bay Schiphol. Khách tham quan sẽ có dịp chiêm ngưỡng và chụp hình những con đường đặc trưng sống động với hình ảnh 3D của những tiệm bánh ngọt, cửa hàng hoa rạng rỡ sắc màu. Ngoài ra, khách tham quan còn có thể trải nghiệm những nét văn hóa nghệ thuật nổi bật của Hà Lan. Đặc biệt, những em nhỏ khi tham gia sự kiện sẽ được hướng dẫn cách trồng cây, tham gia thi bó cỏ, thi vắt sữa bò. Sự kiện này đã thu hút hàng nghìn người tham dự. Theo chia sẻ của khán giả Văn Hưởng, thì ngôi làng Hà Lan xuất hiện lần đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2010. Năm nay sẽ có 12 ngôi nhà được dựng lên theo phong cách xứ sở hoa tulip. Nhiều nét tiêu biểu đặc trưng của Hà Lan sẽ được tái dựng như chiếc cối xay gió, hoa tulip, âm nhạc, các trò chơi dân gian nhằm quảng bá văn hóa Hà Lan đến với người dân Việt Nam và du khách quốc tế. Bên cạnh việc được tham quan các cảnh vật của Hà Lan, du khách thập phương còn có cơ hội thưởng thức các món ăn truyền thống của đất nước này như cá trích truyền thống, cá hồi sông khói kèm bánh mì, cá phi lê chiên giòn, được gặp gỡ các nghệ nhân đường phố. Khán giả Văn Hưởng cũng cho biết thêm, sự kiện văn hóa ngôi làng Hà Lan được bắt đầu từ năm 1985. Sau nhiều năm tổ chức, sự kiện văn hóa này đã đi qua nhiều quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Pháp, Áo, Mỹ và Canada. Tổ chức tại Việt Nam lần này, chương trình sẽ diễn ra trong suốt 10 ngày, từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 2013. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 21 tháng 11 vừa qua, lễ hội đua bò bảy núi của đồng bào Khmer Nam Bộ, tỉnh An Giang lần đầu tiên được tái hiện tại Hà Nội trong chương trình chào mừng tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam tổ chức tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Có mặt tại đây, được sống trong không gian văn hóa lễ hội tiêu biểu này, khán giả Đinh Văn Luyện từ số điện thoại 0169, 3 số cuối là 116 đã ghi lại một số hình ảnh và gửi về chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi.
là một chuỗi hoạt động văn hóa dân gian của tuần lễ đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam. Lễ hội đua bò bảy núi hấp dẫn hàng ngàn du khách đến xem. Trước đó, tất cả 6 đôi bò được ban tổ chức đưa từ An Giang ra Hà Nội. Trong cuộc đua, các cặp bò được ách với nhau bằng một chiếc bừa đặc biệt. Người điều khiển đứng trên một bàn đạp trượt trên mặt đường đất bằng phẳng với mực nước sầm sấp. Người điều khiển thường dùng gậy nhọn, thỉnh thoảng lại chích vào mông bò để tăng tốc. Lễ hội diễn ra gồm 2 vòng thi, vòng 1 được gọi là vòng hô. Người điều khiển bò đua chỉ sẽ cho bò di chuyển từ từ và khi đến vòng thả, vòng cuối cùng để về đích với đường đua chỉ dài vỏn vẹn 120m nhưng lại kịch tính và mang tới những pha đua đẹp mắt nhất cho người xem. Không khí se lạnh của Hà Nội trở nên nóng bừng bởi tiếng vỗ tay, reo hò sôi nổi của người xem dành cho những người điều khiển các đôi bò giỏi hoặc những pha về đích gay go, quyết liệt. Theo tìm hiểu của khán giả Đinh Văn Luyện, thì lễ hội đua bò bảy núi là một trong những nét văn hóa đặc sắc của người dân tộc thiểu số Khmer tỉnh An Giang. Theo thông lệ của người Khmer An Giang, hàng năm khi bắt đầu vào mùa cấy, nông dân phun sóc đều kéo bò đến cày bừa làm công quả ở các thửa ruộng của chùa. Nhân dịp này, chủ bò cùng súm lại đọ tài, bắt cặp rủ nhau đua bò. Về sau, những cuộc đua theo hướng đó trở thành cuộc đua bò có tổ chức. Khán giả Đinh Văn Luyện cũng cho biết thêm, trong cuộc đua bò diễn ra tại Hà Nội lần này, mặc dù phải mất 4 ngày 4 đêm di chuyển hơn 2.000 km từ An Giang ra đến thủ đô Hà Nội, lại gặp sự chênh lệch về thời tiết. Tuy nhiên, những người điều khiển và những chú bò vẫn cống hiến cho khán giả những màn chạy nước rút mạnh mẽ. Đặc biệt, màn chạy nước rút của cặp bò số 2 do anh Neang Hoan Ni và số 3 do anh Chao Sok Ri điều khiển gần như thu hút sự chú ý hơn cả. Sau những màn rượt đuổi thăm dò, phần nước rút của cặp đôi này liên tục nhận được sự tán thưởng của người xem. Được biết, trong chiều ngày 23 tháng 11, lễ hội đua bò bảy núi sẽ được tái hiện lần thứ 2. Thưa quý vị, nhắc tới thư viện, người ta nghĩ ngay đến rất nhiều sách được đặt trong một không gian khá yên tĩnh và kín. Tuy nhiên thì thư viện trong clip mà khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979, 3 số cuối là 687 gửi đến cho chương trình lại hoàn toàn khác. Ở đó, người đọc có thể hòa mình cùng tự nhiên, vừa thư giãn, vừa đọc sách. Mời quý vị cùng đến với thư viện đặc biệt này qua clip chia sẻ của khán giả Trần Mạnh Hải. Thư viện xanh là tên gọi mà nhiều độc giả, học sinh muốn nói tới ở trường tiểu học Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ra đời cách đây một năm, từ một sân trường chỉ có đá và đất, nay biến thành một thư viện xanh. Với mô hình này, học sinh nơi đây được hòa mình trong không gian, học mà chơi, chơi mà học. Những công thức toán học, những bảng cửu chương, tên của các anh hùng liệt sĩ, những bài văn hay hay những câu chuyện cổ tích lại được đính trên gốc cây nơi sân trường. Sân trường giờ được ví như một thư viện cổ tích của các em học sinh. Chia sẻ với chương trình, khán giả Trần Mạnh Hải cho biết, thực tế hiện nay thư viện ở các trường học chỉ rộng hơn 20m² với một không gian nhỏ hẹp, học sinh không có điều kiện để học, để đọc sách. Xuất phát từ ý tưởng đó, trường tiểu học Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã đầu tư xây dựng mô hình thư viện xanh với những ống nhựa treo lơ lửng trên các gốc cây, dưới những gốc cây là những hàng ghế đá. Giờ đây cứ mỗi giờ ra chơi, những cô cậu học trò lại quây quần trên từng trang sách giúp các em cảm nhận rõ hơn với một không gian đọc sách mới. Trường tiểu học Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh là một ngôi trường nằm ở miền núi, điều kiện còn khó khăn nhưng là đơn vị đầu tiên của ngành giáo dục đào tạo huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh có sáng kiến và tiên phong trong phong trào xây dựng mô hình thư viện xanh. Hàng trăm câu chuyện cổ tích, hàng ngàn cuốn sách ngay dưới các gốc cây ở dưới sân trường đã trở thành một kho tàng tri thức mang đến cho các em học sinh một khu vườn đầy màu sắc, không chỉ khơi dậy niềm đam mê đọc sách mà còn hình thành nhân cách hướng tới những giá trị chân thiện mỹ cho các em học sinh ngay từ thời thơ ấu. Thưa quý vị, còn bây giờ như thường lệ, phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip tiêu biểu đã phát trong chương trình ngày hôm nay.
Vào chiều ngày 22 tháng 11 vừa qua, đoạn đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bị ngập, dẫn đến tình trạng kẹt xe kéo dài hàng km. Nhiều người tham gia giao thông thiếu ý thức đã phi cả xe máy, xe đạp lên vỉa hè, khiến giao thông rất lộn xộn. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tình trạng ùn tắc giao thông tại đây mới trở lại bình thường. Phản ánh của khán giả Lâm Sơn Vinh từ số điện thoại 0966, 3 số cuối là 002. Tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, có một con đường liên xã đã xuống cấp trầm trọng. Nguyên nhân là do các phương tiện tải trọng lớn, chở keo, bạch đàn hoạt động suốt ngày đêm. Những ngày trời mưa, đường lầy lội tạo thành những cái bẫy, bẫy người đi đường. Còn những ngày nắng, bụi bay mù mịt, những ai qua đây đều lem nhem do bụi bám vào quần áo. Phản ánh của khán giả Lê Gia Nam ở số điện thoại 0972, 3 số cuối là 874. Sau hơn 30 năm đưa vào sử dụng, cầu Đoan Hùng bắc qua sông Chảy nằm trên tuyến quốc lộ 2 từ địa phận thị trấn Đoan Hùng và xã Chi Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người dân. Để đảm bảo sự an toàn cho các phương tiện lưu thông qua cầu, mới đây, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã cho triển khai sửa chữa, gia cố lại cầu. Phản ánh của khán giả Trung Kiên từ số điện thoại 0914, 3 số cuối là 183. Tại xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, có một con suối đang dần chết mòn. Nguyên nhân bắt nguồn từ một xưởng tái chế nhựa xả thải không qua xử lý, khiến cả dòng nước suối ngập tràn nước thải. Việc này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, lây lan bệnh tật. Đã nhiều lần, người dân nơi đây phản ánh lên chính quyền địa phương. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm qua, họ vẫn chưa nhận được hồi âm. Phản ánh cùng khán giả ở xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Từ ngày 22 tháng 11 đến mùng 1 tháng 12, những ai yêu mến đất nước Hà Lan có thể tận mắt chứng kiến ngôi làng Hà Lan thu nhỏ và thưởng thức món ăn truyền thống nổi tiếng tại công viên 23 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi làng Hà Lan sẽ tái hiện những con đường đặc trưng kiểu Hà Lan, các tiệm bánh ngọt, cửa hàng phô mai và vườn hoa đầy màu sắc. Khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng các kiệt tác số hóa của danh họa Van Gogh và Rembrandt. Đây là sự kiện kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan. Chia sẻ của khán giả Viết Hưởng từ số điện thoại 096, 3 số cuối là 949. Vào ngày 22 tháng 11 vừa qua, lễ hội đua bò bảy núi của đồng bào Khmer Nam Bộ, tỉnh An Giang lần đầu tiên được tái hiện tại Hà Nội trong chương trình chào mừng tuần lễ đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam tổ chức tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Không khí se lạnh của Hà Nội trở nên nóng bừng bởi tiếng vỗ tay, gieo hò sôi nổi của người xem dành cho những người điều khiển các đôi bò giỏi hoặc những pha về đích gầy gò quyết liệt. Chia sẻ của khán giả Đinh Văn Luyện từ số điện thoại 0169, 3 số cuối là 116. Thư viện xanh, khu vườn cổ tích giữa sân trường, ra đời cách đây một năm. Từ một sân trường chỉ có đá và đất, nay biến thành một thư viện xanh. Với mô hình này, học sinh nơi đây được hòa mình trong không gian học mà chơi, trời mà học. Những công thức toán học, những bảng kiểu trường, tên của các anh hùng liệt sĩ, những bài văn hay hay những câu chuyện cổ tích được đính trên gốc cây nơi sân trường. Sân trường giờ được ví như một thư viện cổ tích của các em học sinh. Chia sẻ của khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979, 3 số cuối là 687. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.